Tứ thập tỷ tam, thê ly tử tán. Về mặt từ ngữ, câu này không khó lý giải. Ý của câu này nói là một người khi đã bước sang tuổi 40 mà vẫn thường xuyên lấy ba thứ ra so bì thì sẽ dẫn tới kết cục tán gia bại sản. 1. So bì độ giàu có. Tiền tài đối với con người trong xã hội hiện đại ngày nay mặc dù đúng là thứ không thể thiếu nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Khi còn trẻ, chúng ta thường nỗ lực kiếm tiền vì bản thân, vì gia đình, vì vợ con. Lúc nào cũng phấn đấu hết mình trong công việc, đây đã trở thành điều bình thường trong xã hội. Một khi bước qua tuổi 40, khi đã bước vào giai đoạn trung niên, tiền tài, mức độ giàu có về cơ bản đã được định hình. Lúc này, người giàu có thường thích so bì, chỉ một chút bất cẩn sẽ dễ dàng trắng tay. Thậm chí là khiến gia đình tan cửa nát nhà, vợ con mỗi người một nơi. Còn đối với người nghèo, một khi đem tài sản của cải ra so bì, đó lại là một việc vô cùng đáng sợ. Bởi vì sao? Người nghèo không có tài sản, tiền bạc để khoe khoang, nhưng vì có tâm lý so bì, nên dễ hình thành một khát khao quá mức đối với tiền bạc. Một khi rơi vào tình cảnh đó, nó có thể đưa đẩy con người theo hướng cực đoan, thậm chí là bước vào con đường tội lỗi. Cuối cùng dẫn đến nhà tan, cửa nát, mỗi người một nơi, không có kết cục tốt đẹp. 2. So bì con cái. Mỗi đứa trẻ đều là bảo bối của cha mẹ. Nhưng vì phần lớn, các ông bố bà mẹ đều kỳ vọng con cái mình thành đạt hơn người. Nên trong quá trình giao tiếp với nhau, người lớn dễ vô tình phạm phải sai lầm. Đó là đem con cái người khác ra so bì trước mặt con mình. Điều này dễ làm tổn thương con trẻ. Làm cha mẹ nên dùng hình thức cổ vũ, động viên, hỗ trợ con tiến bộ. Thế nhưng nhiều phụ huynh vì ngưỡng mộ con nhà người ta, không muốn con mình thua từ vạch xuất phát, nên cứ vô tư hủy hoại tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ. Việc này sẽ khiến trẻ trở nên tự ti, thậm chí ngỗ ngược trong mắt bố mẹ. Một khi đã gieo vào đầu trẻ sự so bì tiêu cực, điều này sẽ đeo bám và ảnh hưởng đến cuộc đời con trẻ. Kỳ vọng của cha mẹ không những không đạt được, mà những đứa trẻ cũng phải sống trong sự ấm ức, căng thẳng. Gia đình không dễ có được sự hài hòa, chia sẻ và cảm thông. Không phải ai sinh ra trên đời cũng đã được ngậm thìa vàng, thìa bạc. Nhưng xuất thân của chúng ta không phải điểm cuối của cuộc đời. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhờ tinh thần vượt khó và chịu khổ đã từng bước nỗ lực để rồi có cuộc đời như mình mong muốn. Có thể có một số người trẻ tuổi vẫn thích so bì xuất thân của nhau. Nhưng một khi đã bước vào tuổi trung niên, nếu còn làm như vậy thì quả là một sai lầm đáng tiếc và cuộc đời những người đem xuất thân ra so sánh cũng chẳng ra sao. Không so bì hơn thua, cuộc đời của chúng ta nhất định sẽ biết đủ mà vui vẻ an lạc, không ngưỡng mộ người khác, thỏa mãn với bản thân mới có thể hưởng thụ trọn vẹn nhân sinh, gia đình mới có thể ngày càng yên ấm hạnh phúc. Đó là tất cả những gì từ tuổi 40 trở đi, ba thứ nhất định không được so bì kẻo sớm muộn cũng tán gia bại sản. Cuộc đời khốn khổ nhất là so bì, tâm lý so sánh từ công việc, lương lộc, gia đình sẽ hủy hoại hàng triệu người. Khi giữa thực tế và kỳ vọng có một khoảng cách nhất định, càng so sánh sẽ càng đau thương. Luôn nghĩ đến việc thua kém người khác mà quên đi nhu cầu thực sự của mình. So sánh một cách mù quáng sẽ chỉ khiến bạn sống trong cái bóng của người khác. Tại Trung Quốc, mức lương trung bình hàng tháng ở các thành phố lớn thường xuyên lọt vào top tìm kiếm phổ biến. Trong số đó, Bắc Kinh đứng đầu với danh sách mức lương trung bình hàng tháng là 13.930 nhân dân tệ, khoảng 48 triệu đồng. Ngoài ra, theo sau là những thành phố lớn khác như Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu và Quảng Châu. Cùng lúc đó, một loạt dữ liệu tìm kiếm phổ biến khác cũng khiến dân tình không khỏi hồi hộp. Trong năm 2022, dân số Trung Quốc có thu nhập hàng tháng dưới 5.000 nhân dân tệ, khoảng 17 triệu đồng, có khoảng 1,3 tỷ người, chiếm 94,8% trong tổng dân số 1,4 tỷ người. Nhìn vào số liệu này, có nhiều người hoài nghi. Ngày nay, mức lương hàng tháng hơn 10.000 nhân dân tệ, khoảng 34 triệu đồng là rất phổ biến, mọi người quanh tôi đều như vậy. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao bạn cảm thấy những người xung quanh bạn kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng là điều rất bình thường? Có một thuật ngữ trong thống kê gọi là xu hướng sống sót. Nói một cách đơn giản hơn, những gì mọi người nhìn thấy và nghe thấy hầu hết đều là từ những người sống sót. Nếu chút bỏ vẻ ngoài lộng lẫy, mỗi người bình thường khi trở lại nơi làm việc và chiếc giường của mình trên vai họ đều là những gánh nặng tương tự nhau. Coi cuộc sống của một số người là hiện tượng phổ biến.